Chào các bạn ơi, hôm nay là mùng 8 tháng Chạp rồi các bạn, mùng 8 tháng Chạp rồi, gần Tết rồi, còn có 3 tuần nữa là Tết thôi. Mình đã về quê rồi đó, từ Sài Gòn, mình kẹt ở Sài Gòn 5-6 tháng mình về quê rồi, mình không có làm củ kiệu. Đây là củ kiệu của em dâu mình, nó làm từ ở quận Nhất mà nó đem về tới quê nó cho mình là các bạn. Mình rất là trân quý cái công sức của nó, bởi vì củ kiệu của nó làm rất là ngon. Các bạn thấy làm cái nước nó trong vậy nè, không hề có hóa chất gì hết nha, cái nước nó trong vậy nè. Chuyên gia làm củ kiệu bán cho nhà giàu ăn, người ta đặt các bạn, người ta đặt mà đem qua tới Mỹ luôn á đó. Đó, bán cho nhà giàu ăn. Thì mỗi một cái hũ như vậy nè, không biết là anh bán bao nhiêu đó, hồi năm rồi thì 250.000 một ký lô đó các bạn, tại vì làm rất là cực mà toàn là nhà giàu, người ta lười làm lắm, miễn là ăn ngon rồi thôi. Các bạn thấy ảnh làm nước nó rất là trong, trong veo à. Nó gửi cho mình 2 hũ, con gái mình hũ, mẹ hũ, con hũ, đợi con gái về thì ăn, ở nhà thì ăn trước một hũ. Các bạn thấy không, làm như vậy rất là cực luôn nha các bạn, mà rất là ngon. Ở thành phố người ta chuộng cái ngon, cái sạch, chứ người ta không có nghĩ là mắc. Nhưng mà ở dưới quê mình mà cái giá cả như thế này, 2 hũ kiệu này mà gần 400-500 là mình làm hơn, chứ mình không có mua nha. Mình cũng làm YouTube, mình cũng siêng làm lắm, mình là cũng làm được trong như vậy. Nhưng mà cho rồi thì chị khỏi làm, chị cảm ơn em. Qua cái clip này, qua cái video này, chị gửi lời cảm ơn em dâu, chị em bạn dâu, em Lan, sách từ quận Nhất đem về cho chị. Chị ăn, chị hồi hướng công đức cho em. Tại vì chị biết là làm kiệu không phải là dễ dàng gì đâu, rất là cực, mà nó trải qua nhiều công đoạn nha các bạn, trải qua nhiều công đoạn lắm luôn á đó. Thì hôm nay qua cái clip này, mình nói lên lời tri ân và biết ơn em dâu của mình, tên là Lan, ở quận Nhất đó. Mình, chị ăn cái này chị hồi hướng công đức cho em, công đức cho người làm ra cái sản phẩm này, người trồng kiệu, người cắt kiệu, người ngâm giấm, người làm đường, người trồng mía làm đường, là nó ảnh hưởng đến 10 phương pháp giới các bạn. Mình ăn mình thôi hồi hướng, nếu mình không hồi hướng thì không phải chỉ nợ một người đâu nha, mà nợ rất là nhiều người đó. Ở thành phố sang đây chưa, làm kiệu cắt ngắn như vậy nè, cắt ngắn luôn, bán rất là mắc mà rất là ngon các bạn. Nó vừa giòn mà vừa trắng như vậy, các bạn thấy nó ngon không? Ngon quá chừng luôn. Vài phút chia sẻ với các bạn cho vui nha. Đây chỉ là review thôi, mình khỏi làm mình sướng quá. Và mình nói lên lời biết ơn đến em của mình. Xin chào.